Xin chào tất cả các bạn. Chắc chắn trong tất cả chúng ta, mọi người đều có thể dễ dàng nhớ đến những cuộc khủng hoảng như bong bóng hoa tulip, bong bóng dot com trên thị trường chứng khoán Mỹ, hay bong bóng thị trường chứng khoán năm 2007 khi thị trường chứng khoán Việt Nam tăng từ hơn 200 điểm lên 1.170 điểm. Các cổ phiếu như SJS đã tăng từ 50.000 đồng lên trên 2.500.000 một cổ phiếu nếu không chia, có nghĩa là đã tăng gấp hàng trăm lần, hay như BMC, TCT và rất nhiều cổ phiếu khác đã tăng lên mức P/E hàng trăm lần, có nghĩa là nếu mua vào mức giá như vậy thì cái mức lợi nhuận của doanh nghiệp mà tạo ra thì phải đến 100 năm mới có thể hoàn vốn được. Tuy nhiên, để lý giải tại sao các nhà đầu tư lại có thể mua vào và đẩy giá lên một mức giá điên rồ như vậy thì chỉ có thể giải thích bằng tài chính học hành vi. Tài chính học hành vi cho rằng con người ta ngoài hành động lý trí còn bị chi phối bởi cảm xúc. Cảm xúc tác động lên hành vi của con người vô cùng mãnh liệt. Quá trình cảm xúc chi phối lên một nhà đầu tư được diễn giải như sau. Nhà đầu tư từ một trạng thái lạc quan về thị trường, các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu và khi cổ phiếu tăng lên thì sự hưng phấn tiếp tục tạo cho tâm lý của nhà đầu tư hưng phấn thêm và các nhà đầu tư khác đồng loạt mua thêm thì giá cổ phiếu lại càng tăng. Và khi giá cổ phiếu tăng thì tất cả đám đông đều cho rằng là cổ phiếu sẽ còn tăng nữa và không bán ra. Và khi không bán ra cổ phiếu thì sẽ lại đẩy giá cổ phiếu tăng lên và khiến hàng hóa bị khan hiếm. Tuy nhiên, cổ phiếu khi đẩy mức giá quá lớn không thể tăng tiếp được nữa do cạn nguồn tiền mua thì các nhà đầu tư lúc này đứng ở trên đỉnh rất cao và không còn cái lực cầu để có thể tiếp ứng thì giá cổ phiếu sẽ giảm đột ngột rất nhanh chóng. Và khi giá cổ phiếu giảm đột ngột nhanh chóng, nhà đầu tư chuyển từ trạng thái lo âu dần dần sang trạng thái bi quan khi cổ phiếu rớt sàn liên tiếp. Và khi cổ phiếu đã đến cái mức thua lỗ thì nhà đầu tư bắt đầu hoảng loạn. Và khi các nhà đầu tư hoảng loạn, một tâm lý bi quan sẽ lan tràn lên tất cả nhà đầu tư trên toàn thị trường và khiến cho cả thị trường chen chúc nhau để bán ra cổ phiếu, đẩy cổ phiếu tụt rất sâu. Chính vì vậy, cảm xúc trong thị trường chứng khoán là một điều luôn luôn chi phối các nhà đầu tư, tạo nên những cơn sốt về giá tăng rất là mãnh liệt cũng như cơn hạ giá giảm không thấy đáy mà dựa vào lý trí chúng ta không thể phân tích được. Đối với một nhà đầu tư thông minh thì chính cảm xúc là kẻ thù của họ. Để ra một các quyết định thông minh, chúng ta cần phải loại bỏ cảm xúc khi đầu tư. Khi thị trường và đám đông tỏ ra quá hưng phấn và quá bi quan thì chúng ta hành động thông minh nhất đấy là đứng ngoài thị trường hoặc đi ngược lại với xu hướng đám đông để tránh những thiệt hại có thể gây ra bởi tâm lý đám đông.